sự thật về đảo tăng chiều cao. Trên vùng biển rộng lớn của Caribe, có một hòn đảo nhỏ thần kỳ được gọi là đảo Martinue. Trên đảo có một hiện tượng kỳ lạ làm thu hút mọi người. Từ năm 1948, gián vóc của những cư dân trên đảo tăng cao nhanh chóng. Nam giới trưởng thành đều có chiều cao trung bình 1,9 m nữ giới trưởng thành cũng có chiều cao trung bình hơn 1,74 m nam thanh niên trên đảo nếu có chiều cao không đến 1,8 tám m thì bị bạn bè trêu chọc là tên lùng điều kỳ lạ hơn là người những nơi khác đến sống trên đảo một thời gian cũng tăng chiều cao rất nhanh ví dụ tiến sĩ khoa học remy 64 tuổi người pháp và tiến sĩ kim trợ lý 57 tuổi của ông chỉ sống trên đảo 2 năm hai người lần lượt tăng chiều cao là 7 cm và 6 cm Nhà động vật học 40 tuổi Feli, người bờ ra dinh chỉ đến đảo tiến hành quan sát trong 3 tháng, nhưng khi trở về nhà đã tăng được 4cm. Nhà lữ hành nước Anh, bà Petra sau khi đi du lịch một tháng trên đảo cũng tăng cao được 3cm. Và những người trưởng thành sống ở đây đều tăng chiều cao nhiều, hoặc ít nên đảo này được gọi là đảo tăng chiều cao. Thực ra, không chỉ đối với người mà các động vật, thực vật và côn trùng trên đảo cũng tăng chiều cao rất nhanh những con rồi, mũi, con gián, kiến, sâu bọ và rắn trong khoảng 10 tháng năm 1948 đều tăng trưởng gấp 8 lần, đặc biệt là lũ chuột trên đảo, nó to lớn giống như con mèo. Nhiều đồn đoán cho rằng cứ 10 năm hoặc lâu hơn, hòn đảo được cho là lại xảy ra hiện tượng đàn ông và phụ nữ đồng loạt cao lên vài kim. Thậm chí cả du khách nếu may mắn đến đúng thời điểm cũng có thể cao thêm. Vậy bí mật gì đã làm cho con người, động vật, thực vật và cả côn trùng ở đảo cùng tăng lên nhanh chóng như vậy? Sức mạnh thần bí này bắt nguồn từ vật chất nào? Có người cho rằng, trong năm 1948, có thể có một đĩa bay hoặc thiên thể ngoài hành tinh đã rơi xuống núi Billy trên đảo này. Vật thể này có thể phát ra chất phóng xạ làm sinh vật tăng trưởng nhanh chóng. Những nhà khoa học lại có thái độ nghi ngờ đối với cách nói này bởi vì trên thế giới có đĩa bay và những thiên thể lạ ngoài hành tinh hay không thì vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải một số nhà khoa học cho rằng hòn đảo này tiềm ẩn một loại khoáng sản có tính phóng xạ chính vật chất có tính phóng xạ này làm cho sinh vật phát triển một cách dị thường khiến cho cơ thể cao hơn nhanh chóng và sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng họ đã tìm ra lời giải đáp đó chính là tinh thể ba đen từ martinuê Hòn đảo đặc biệt này chắc chắn sẽ là mục tiêu du lịch của các nắm lùng và bọn mình trong tương lai. Hãy theo dõi trang để đón xem nhiều video hấp dẫn nha.